Hôm nay mình làm bánh lá dừa, mình cũng cho nó gọi nó dễ biết là bánh lá dừa miền Tây. Thì mình đã chuẩn bị ở đây là 2 kg nếp mình ngâm hồi tối, nhưng mà ngâm thì tới sáng là mình mới mới nhớ xịt, là mình mua được một cái khóm, mình lấy cái nước khóm ở cả nhà mình để vô đây cho nó thấm một lát, nó mình nấu nó mau chín. Tiếp theo là mình cũng chuẩn bị đậu nửa ký, 300 g đậu trắng mình cũng ngâm giờ sáng sớm, mình cũng mới nấu đã chín luôn. Rồi chuối thì mình mua một nải chuối, mình lựa cái nải nào trong 10 mùi, rồi về mình cắt đôi ra, mình ướp với muối với đường mình đã ướp sẵn rồi. Còn lá chuối thì cái lá dừa thì mình ra ngoài chợ mình mua, mình nói bao nhiêu ký nếp á, thì ở chợ nó bán cho mình bao nhiêu lá dừa với dây lá, rồi mình cột làm cho đúng cái kiểu miền Tây, chứ mình không có xài dây ni lông. Thì còn tiếp theo là nước cốt dừa thì mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà ở đây nó mình ép sẵn là mình mua 20.000 nước cốt dừa, nó ép sẵn đây để ướp trộn cái nếp á cho nó mặn mòi. Thì bây giờ mình cho 2 muỗng canh đường nha, 2 muỗng cà phê chứ. Muối rồi mình đảo đều lên một lát, mình xào nó với nước cốt dừa. Ở đây thì mình không có chảo lớn, mình là mình chia ra làm 2 lần mình xào cho nó săn. Rồi chào mình nha, rồi mình chia cái nếp với nước dừa ra làm hai hai lần đi, tại mình không có chảo bự, đúng ra mình xào 1 lần cho nó gọn. Rồi mình cho phần nửa nếp này nó vô cái chảo mình xào nha cả nhà. Cái này mình bỏ khóm, ngâm nước khóm mà cho nó vừa dẻo cái nếp và nó mau chín nữa. Mình xào chừng nào mà cảm thấy nó hơi có độ sệt nó là mình ngưng được rồi. Rồi nếp cái nó đã cái có cái gỗ sứ bắt kẹo nè, rồi mình ngưng mình vậy là xong rồi đó. Một lát mình để cho nó nguội mình gói nha, trộn đậu đậu trắng vô. Rồi phần xào nếp đã xong rồi đó. Rồi khâu tiếp theo, nếp xào xong thì khâu tiếp theo nó là mình đổ hết cái đậu mà đã nấu chín rồi đó, mình đảo đều lên là mình gói được rồi đó. Còn béo quá. Xéo cái gốc lá này nha cả nhà, mà xéo thì cái hướng này nè, mình chéo nó lại. Cho nếp vô mình én cũng vừa thôi, đừng có chặt quá, chặt quá thì cái bánh nó bị cứng. Còn mà mình én nhẹ tay quá thì cái bánh lúc mình nó chín nó bị bở, nó bề rồi hết trơn, nó không có dẻo cái bánh. Cái này là không biết bao lâu mà chắc có hơn 40 năm, hoặc mình còn mười mấy tuổi. Mình chỉ sống lá cho mà sống lá cho mà mẹ mình gói, mình cũng có gói nhưng mà chắc không đẹp, bây giờ chắc cũng không đẹp đâu.
Rồi bánh ông xã mình thì gói đã xong. Bánh nhân đậu trộn với lại bánh chuối. Không biết bao nhiêu cái đây, lát rồi bỏ vô sẵn mới đếm được. Đây, ông xã cho 5 cái vô một chùm này, giống người ta bán rồi cả nhà. Rồi nước sôi rồi mình cho nó Cái vô này chắc, nồi. cái kiểu này chắc bưng gỗ đi bán luôn quá. Đó, một chùm 5 cái, Về thả hưu vô nước. về về hưu làm bánh dừa bán. Về hưu rồi có tay nghề bánh dừa thì làm bánh dừa bán. Cái lớn cái nhỏ chắc không ai mua quá. Bốn trên 40 năm rồi. Trên 40 năm rồi mới gói đây. Nghe trên 40 năm tưởng rồi đó anh bán cơm bánh dừa. Tưởng rồi xưa Chứ anh không bán phải bánh trên bốn dừa. chục năm mà nói với Gói với bà lão. Bà lão thích ăn cái gì thì bị gói ở ở nhà, nhà tại vì con đông nữa. anh em đông Anh em đông tự rồi. làm ở nhà. Rồi giờ thả đầy đủ hết rồi. Ở đây mình có thể là nấu tới 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 2 tiếng, tầm khoảng 2 tiếng Rồi. rồi. Ô, mình ra thăm chừng coi, đi ngang nó thông thoảng cái mùi lá dừa nó bay ra, nãy giờ được 1 tiếng rồi. Đúng là nóng bánh, đúng là bánh lá dừa là cái mùi bánh lá dừa nó bay ra thông thoảng thơm lắm. Rồi vừa bánh ra đúng 2 tiếng rồi. Ồ, Thơm quá. bánh đã chín xong rồi cả nhà ơi. Thơm quá. Để mình thử cái nha, để lấy cái bánh mình cắt. Ồ, chín trong luôn, trong một nếp Trong luôn, khe trong khe luôn. luôn nè. Rồi Vậy là thành ngon, công. thành công rồi đó. Rồi giờ mình gấp ra nha, mấy cái lẻ thì mình để riêng. Ủa nãy cái chùm chùm mà Chùm chùm nó nằm dưới, cái lẻ nằm trên cái bánh đây. dừa đẹp á cả nhà. Ồ, ai mua bánh dừa Cái bánh dừa đẹp á cả nhà ơi. không? Thành công rồi, mẹ má ơi, mẹ ơi, thành công rồi. Má ơi, con thành công rồi. Vậy là đi bán được rồi đó, không có Rồi là 2 vợ chồng chị Hu đi bán bánh dừa được rồi, khỏi làm YouTube. gói lần cực quá. 4 giờ thức dậy, 10 giờ đêm mình ngâm đậu, ngâm nếp, 4 giờ thức dậy đi mua lá dừa. Cuối cùng thì cũng có bánh dừa ăn. Nếp nãy hồi nãy dẻo quá trời luôn ha. Làm gì mới thấy mấy người ta làm, người ta bán, thấy tội nghiệp á. Cực công dễ sợ ha. À, công nhận gói cái bánh cũng Cái bánh đẹp quá à. không đến Cái nỗi, dẹp không đến nỗi lép. tệ. Cái bánh nó dẹp lép rồi cả không không nhà. có cái size nào giống size nào, cái này cái 3.000, cái 4.000, cái 5.000 từ đủ cỡ hết nha. Bưng bán gạo bánh dừa đây. Cái 3.000, 4.000, 5.000. Đủ cỡ, đủ kiểu, Thì đủ đủ size hết, size đủ hết. size hết rồi. Xin mời cái bánh nếp trong vắt luôn, coi như là nó chín rồi đấy, nó trong cái hộp nếp. Miếng thử lên nha. Rất là béo. Ăn miếng chuối nha. Chuối mùi. Bởi vì em cả nhà thấy không, ăn tiền đựng cái là mình làm mới làm, nói chung cũng lần đầu đi mà bây giờ nó rất là đỏ. Mình mua đúng cái loại chuối của nó với mình ướp cũng đúng kỹ thuật đó, thành ra chuối nó mới đỏ ngon quá cả nhà ơi. Rồi thành công rồi, chào tạm biệt cả nhà.